Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà vào sáng thứ bảy cuối tuần nha. Hôm qua khi mà em đăng clip test con Tascam 350 lên đó thì có rất nhiều bác hỏi ha. Và có bác đã chốt và đặt cọc ha. Về cái vấn đề mà về cái việc mà mua hàng á bác. Tại em có để số điện thoại lại ở bên dưới, nếu mà các bác nào ưng ý và chốt muốn mua thì vui lòng gọi điện giùm em ha, tại vì nhiều khi em cũng không có kiểm soát được hết cái tin nhắn ở trên YouTube ha. Các bác cứ alo cho em thì các bác có bác đã alo thì gọi điện là cái là em trực chiến là em trả lời ngay, nhiều khi ở trên YouTube em không kịp trả lời ha, cho nên là có bác ở ngoài đã gọi điện ngay cho em rồi. Mình mua cái gì thì các bác vui lòng gọi điện giúp em cái. Có số điện thoại ha, mình bấm mình alo chỉ 1 phút là giải quyết được vấn đề ha các bác ha. Thật lòng em cũng rất muốn bán cho các bác nhưng mà hàng em là em để bán mà, cho nên là bác nào mà gọi trước thì em bán trước ạ. Em thành thật xin lỗi với cái vấn đề này ha. Rồi tiếp tục là em test tiếp một cái con Sony JB920 màu đen ha. Con này về trong tình trạng là cũng có sách khiển ha. Đẹp như mới các bác. Giá cũng không thay đổi ha, 6 triệu và lấy khiển thì thêm 500 ngàn giúp em. Con này em vừa test ngày hôm qua xong ha, bây giờ em sẽ test lại chức năng thôi. Rồi mình sẽ chọn cổng tương ứng ha. Chọn cổng tương ứng với cái cổng phía sau, cổng quang phía sau. Setup TV về xuất âm cổng quang, các định dạng khác là PC phở M giúp em. Bấm nút Red này để giải mã và xoay volume này, hoặc là nhấn ở trên khiển để mà tăng giảm âm lượng ha. Đó là phần giải mã không cần đĩa ha. Rồi em sẽ test ghi ha. Test ghi xong rồi mình đọc lại ha. Để ghi thì mình bấm nút Red ha và bấm nút Like ha. Trong này nó có 13 bài. Mình sẽ ghi bài tiếp bài số 14 nha. Trên ánh đồng buồn biển rơi.
Mình sẽ phát lại bài này nha. Dạ. Em vừa kết thúc phần test ghi và phát ha, trên đầu MD Sony JB920 màu đen nha. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin điện thoại trực tiếp giùm em theo số điện thoại ở bên dưới ha. Và em ship hàng toàn quốc. Đối với cái đầu này thì các bác cọc giùm em 1 triệu ha, em sẽ ship hàng cho các bác. Và các bác nhận hàng thanh toán, phí ship các bác trả giúp em ha. Và nếu mà đi từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra tới ngoài Bắc thì khoảng tầm 3 đến 4 ngày ha. Và phí nó khoảng 200 ngàn. Dạ. Rồi, em xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn ha. Em xin chào và xin hẹn gặp lại trong một clip test khác. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.